Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Bài pháp thứ hai của Đức Phật thuyết giảng cho năm anh em ông Kiều Trần Như là bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì nội dung của cái bài kinh Vô Ngã Tướng rất là ngắn gọn. Thì Đức Thế Tôn đã vừa đọc quyển này giảng dạy năm anh em ông Kiều Trần Như. Này các tỳ kheo, thưa vâng vâng Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Này các tỳ kheo, sắc là vô ngã, không có một linh hồn trưởng kỳ. Nếu trong sắc có ngã thì sắc này không phải chịu sự đau khổ. Sắc phải như thế này hay sắc phải không như thế kia, nhưng sắc này không có ngã nên còn phải chịu khổ đau. Và không thể nó phải như thế này hay phải như thế kia, cũng như thế thọ tưởng hành thức đều vô ngã. Vậy các tỳ kheo, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay là khổ bạch Thế Tôn? Vậy có hợp lý chăng nếu nói cái vô thường giả tạm ấy là của tôi là tự ngã của tôi? Thưa không bạch Thế Tôn, cũng như thế thọ tưởng hành thức đều vô thường và khổ. Vậy có hợp lý chăng nếu nói cái gì vô thường giả tạm ấy là tôi là của tôi là tự ngã của tôi? Thưa không bạch Thế Tôn. Như vậy các tỳ kheo, tất cả sắc ở quá khứ hiện tại tương lai bên trong bên ngoài, thô tế cao thượng hạ nhiệt ở xa gần, 11 cái cách quan sát, cần phải nhận thức với tránh chi kiến rằng cái này không phải là của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi. Tôi với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Bậc thánh đệ tử thông suốt pháp ấy thì phải nhàm chán sắc thọ tưởng hành thức, dứt bỏ không duyên ái. Những gì không đáng được ưa thích và do sự dứt bỏ ấy bị ai giải thoát, chi kiến trở nên sáng tỏ, ta đã giải thoát. Vì ấy thấu suốt rằng dòng sinh tử đã chấm dứt, đời sống phạm hạnh đã được thành tựu, những việc cần làm đã được làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa. Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng xong, tâm của năm vị tỳ kheo hoàn toàn trong sạch, không còn chút ô nhiễm. Cái mà nguyên nhân khiến cho chúng sinh ở trong sinh tử luân hồi chính là chấp thủ vào thân đạo uẩn. Và cái bài pháp này Đức Phật đã phá vỡ cái chấp thủ vào cái năm uẩn. Thì cứ chúng sinh mà cứ còn chấp tham ái với năm uẩn, còn chấp trước năm uẩn thì còn ở trong sinh tử. Và ngày nào mà chúng sinh dứt được cái tham ái với thân năm uẩn, hết được cái chấp thủ với thân năm uẩn thì sẽ giải thoát khổ đau. Và cái con đường tu tập bát chánh đạo hay giữ định tuệ của Đức Phật cũng là nhằm cái mục đích phát triển cái trí tuệ để quán chiếu được cái sự giả tạm của cái thân năm uẩn. Khi nào mình còn thấy cái thân năm uẩn này là ta, nó còn có sự chấp ngã thì ngày đấy nó còn ở trong sinh tử. Ngày nào thấy được cái sự giả tạm rỗng không vô ngã của nó là giải thoát.
Có hai cái cảm thọ, một là thọ khổ hay là thọ lạc.
Nhưng bây giờ mình đã ngồi này mà bây giờ mình ốm, mình bị đau đầu, thì lúc đấy là mình sẽ luôn luôn có một cái cảm thọ đau đớn, đấy là thọ khổ. Hay là khi mình ngồi thiền mình đau chân, bị tê chân, nhức chân, đau chân, thì lúc đấy nó là một cái loại cảm thọ đau đớn, nó là thọ khổ. Bây giờ trời mà nó quá nóng thì lúc đấy mình cũng thọ khổ. Trời mà nó quá lạnh thì lúc đấy mình cũng có cái thọ khổ. Mà bây giờ mình đang lạnh mà được có vào cái nhà có máy sưởi thì tự nhiên nó thành thọ gì? Từ khổ nó thành thọ nạn. Bây giờ mình đang nóng mà được vào cái nhà mát ấy, nó thoải mái được cái cảm thọ, nó thành cái thọ nạn. Chính vì mình chạy theo cái cảm thọ như thế mà mình luôn luôn sợ hãi những cái thọ khổ mà chạy theo cái thọ nạn. Và một khi mình có được cái thọ nạc rồi thì mình sẽ tham ái những cái thọ nạc đấy. Và người ta sẽ chấp thủ vào cái thọ nạc, tham ái, chạy theo cái thọ nạc. Và mình sẽ phục cái cuộc sống của mình, mình dung túng càng để cho cái tâm nó chạy theo cái cảm thọ. Mình dung túng cái cảm thọ, mình sẽ trở thành nô lệ phục vụ cho những cái cảm thọ. Cảm thọ nó sẽ đòi hỏi đủ mọi thứ. Đấy là cái thọ khổ, thọ nạn. Tâm có những cảm thọ gì? Tâm thì có thọ hỷ, sự vui vẻ thích thú của tâm, thọ ưu, sự buồn phiền của tâm, thọ xả, sự dưng dưng không vui của tâm. Tâm thì nó có ba cái cảm thọ như thế: vui, lúc buồn, và cái lúc không vui, không buồn, thì đấy là nó có cái trạng thái cảm thọ như vậy. Nếu có người mà cứ ở một mình làm buồn, phải đi tìm một cái hội chúng đông đông gì đấy, kiếm một cái trò chơi gì đấy cho nó vui, thì đấy là mình chạy theo. Mình chạy theo cái gì? Đấy là mình chạy theo cái cảm thọ. Cái cảm thọ của mình đâu, mình thích hưởng thụ những cái cảm thọ vui, và mình sợ hãi những cái cảm thọ yêu, cái cảm thọ buồn phiền. Đấy là cho nên phải luôn luôn đi tìm một cái niềm vui, luôn luôn đi tìm kiếm niềm vui. Khi mình có được một cái niềm vui rồi thì lại tham ái chấp trước với niềm vui đấy, muốn cái niềm vui đấy nó mãi 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 mãi. Nhưng mà cái niềm vui nào thì nó cũng tàn, thế nào thành ra khi mà cái niềm vui nó tàn thì mình lại yêu, lại buồn phiền, lại khổ. Nhưng ba cái loại cảm thọ cũng lên tâm. Nguyên nhân nào sinh ra các cảm thọ? Nguyên nhân nào sinh ra các cảm thọ khác nhau? Nguyên nhân là khi các căn tiếp xúc với các trần cảnh, mình có sự ưa thích, chán ghét hoặc bình dưng mà sinh ra các cảm thọ khác nhau. Bây giờ cái mắt căn tiếp xúc với cảnh sắc, nếu mà cái cảm giác đấy là cái cảm giác mình thích thú thì mình sẽ có cái cảm thọ hỉ. Nếu mà cái cảnh trần đấy là cái cảnh mà mình ghét thì nó sẽ có cái thọ, mình khởi lên cái tâm tức tối giận ghét thì nó thành cái thọ yêu. Còn nếu mà cái cảnh đấy nó bình thường, mình chẳng có gì đáng thích, chẳng có gì đáng ghét, thì nó là thọ xả. Cũng vậy, nó tiếp xúc với âm thanh, khi mà tai của mình nó tiếp xúc với âm thanh thì nó cũng thế. Nhưng mà âm thanh ưa thích thì mình thích, mà cái mình là tiếp xúc với một cái âm thanh mà không ưa không thích thì mình sẽ chán, thì mình khởi lên tức giận, thì ưu phiền. Ví dụ như bây giờ một cái âm thanh có người nào khen mình một cái là mình thích luôn, cười. Mà có người cũng một cái âm thanh mà người ta chê mình một cái là mình sân lên. Đấy là cái âm thanh. Nên khi mà tâm nó tiếp xúc với cái ngoại cảnh là vậy, nó khởi lên cái cảm thọ. Đấy, vậy và cái tâm mình luôn luôn bị dao động các cảm thọ khác nhau. Với cảnh trần cũng vậy, mũi mình mà ngửi cái mùi thơm thì thích, ngửi thấy một cái mùi hôi thối nó lại sinh ra thọ yếu nhăn nhó. Nữa cũng vậy, nếu mà cái món ăn ngon thì thích, món ăn mà nó không đúng khẩu vị thì mình tức sân lên. Thân cũng vậy, xúc chạm một cái cảnh mà nó êm ái thì thích, xúc chạm một cái mà nó đau đớn thì mình khó chịu. Thì đấy gọi là các cái căn mà nó tiếp xúc với các cái cảnh trần.
và nó sinh ra thọ, cho nên mới gọi rằng là thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ xúc sinh, thọ do tỷ xúc sinh, thọ do thiệt xúc sinh, thọ do sân thân xúc sinh, và một cái thọ đó là thọ do ý xúc sinh. Ý của mình nó xúc chạm người nó mới sinh ra thọ. Ví dụ bây giờ mình đi đâu mình nhìn thấy một cái cảnh vật gì đấy, mà cái lúc ấy mình nhìn lướt lướt qua qua, mà khi về rồi mình nhắm mắt lại mình mới hình dung được, hình dung đến cái cảnh vật đấy, và lúc đấy mình mới cảm nhận được ở hôm nãy mình không kịp ngắm nghĩa kỹ, bây giờ mình về mình hồi tưởng lại mới thấy ở cái cảnh này thật là đẹp, và lúc đấy mình mới sinh ra cái cảm thọ, và mình ở cái cảnh này đẹp còn cái cảnh kia là xấu. Mà cái lúc mà mình tiếp xúc trực tiếp ấy thì mình lướt lướt qua nó chưa có cảm thọ gì, nhưng mà khi về mình mới ngồi tưởng tượng hình dung ra, thì lúc đấy nó mới sinh ra cảm thọ đó. Thì cái cảm thọ đấy được gọi là thọ do ý xúc sinh, ý là cái tư tưởng của mình, lúc đấy là các căn kia nó không có tiếp xúc nữa, mà là do ý của mình khởi lên lặp lại và nó tiếp xúc mà nó sinh ra các cảm thọ này. Thế nên là bây giờ mình đang đi đường ấy, mình nghe thấy một cái tiếng nào đấy, người ta nói cái gì đó và nó tác động đến mình, và lúc đấy mình tưởng là người kia người ta nói mình, thế là mình về mình mới hình dung, mình mới ngồi mình tưởng lại là ồ cái câu nói này là không phải là nói mình mà nói người khác, và cái lúc đấy thì mình có cảm thọ khác, mà bây giờ lúc mình nghĩ lại mình sinh ra một cái cảm thọ khác, thì đấy là do thọ do ý xúc sinh, còn thọ do nhãn nhĩ tị thiệt thân xúc sinh, thì nó ngay lập tức, ngay cái lúc đấy, ngay cái lúc hiện tại đấy, mắt tai mũi lưỡi thân nó tiếp xúc với cảnh trần và nó sinh ra các cảm thọ, thì đấy là cái cảm thọ hiện tại. Còn sau đó mình ví ngồi mình tưởng nhớ lại những cái cảm thọ, mình tưởng nhớ lại những cái cảnh trần đấy, rồi mình mới sinh ra các cái niềm vui nỗi buồn khác nhau, thì lúc đấy nó là thọ do ý xúc sinh. Đấy là cái nhân sinh ra thọ, là do cái sự tiếp xúc giữa các căn và các trần mà nó sinh ra thọ. Đôi khi nó còn có sự tác ý của mình, mình có tác ý đúng thì nó có những cái cảm thọ cao thượng, mà mình có cái tác ý không đúng thì nó có cái cảm thọ hạ nhiệt. Khi mắt thấy cảnh sắc đẹp thì sinh ra thọ gì? Sinh ra thọ hỷ. Thấy một cảnh chán ghét thì sinh ra thọ gì? Sinh ra thọ yêu. Thấy một cảnh bình thường thì nó sinh ra thọ xả, một cái cảm thọ. Thế bây giờ nó cái cảm thọ nó cũng tùy từng người. Có cái người thì thấy cái gì nó cũng đẹp, có người đi đâu thấy ôi cái này đẹp quá, người đấy là người thuộc về cái tánh gì? Cái người mà có cái tánh tham ấy thì người ta luôn luôn nhìn vào cái khía cạnh đẹp của tất cả mọi thứ. Người ta đi đâu nhìn thấy người này đáng yêu quá, người này đã dễ thương quá. Còn cái người mà có cái tánh sân thì đi đâu người ta soi mói, cái này xấu quá, kia xấu quá, người này tội, người này có cái tánh xấu quá. Thì nó lại sinh ra thọ gì? Thì nó lại sinh ra thọ yêu. Thọ yêu thì nó tùy theo cái sự cái tánh, cái bản chất của mỗi người, mà nó cái mỗi người có những cái cảm thọ khác nhau, chứ không phải là ai cũng giống ai. Còn có những người thì không có gì vui, không có gì để buồn cả, không có gì vui, không có gì buồn. Là cái người đấy là cái người gì? Là cái người mà không vui, không buồn thì có phải gỗ đá. Nhìn thấy cái gì nó cũng chẳng có cái gì là đáng ưa, đáng thích, nhìn chẳng có cái gì đáng chán, đáng ghét. Và thế nên thọ xả. Thì nếu mà một cái người mà tu tập mà càng có một cái mức độ tâm linh cao, một cái trí tuệ giác ngộ cao, thì cái thọ xả nó càng mạnh lên. Cái thọ xả nó sẽ mạnh dần lên. Đến khi mà đạt đến một trạng thái như một bậc A-la-hán rồi thì khi mà tiếp xúc với cảnh trần chỉ còn mỗi một cái thọ, đó là thọ xả. Không còn một cái thọ hỷ đối với cảnh trần, không còn cái thọ yêu với cảnh trần nữa, mà chỉ còn thọ xả. Một người mà hơi một tí là vui, hơi một tí là buồn thì người đó có trí tuệ không? Thì cái người đấy là chấp trước với cảnh nó rất là cao, cho nên là hơi một tí là vui, hơi một tí là buồn. Đấy là cái cảm thọ của cái người này, nó quá nhạy cảm với cảnh trần.
Còn với người thì thấy cảnh gì nó cũng chỉ là giả tạo, thì nó sẽ là cảm thọ giả. Thọ giả thì thấy cái gì nó cũng là giả, thấy cái cảnh gì nó cũng là vô thường, cái cảnh gì nó cũng là khổ, cảnh gì nó cũng là vô ngã. Thì cái người đấy sẽ thọ giả sẽ mạnh hơn. Như thế nào thì sinh ra thọ khổ và thọ nạn? Như thế nào thì thọ khổ và thọ nạn sẽ sinh ra? Khi mà thân xúc chạm với cái vật thô khiến cho mình bị đau đớn thì sinh ra thọ khổ. Khi mà thân xúc chạm với lại một cái vật êm ái thì sinh ra thọ nạn. Thì cái thọ khổ và thọ nạn này nó sinh ra từ ở nơi thân. Khi thân mà khổ thì tâm nó làm sao? Thân mà khổ thì tâm nó sẽ sân, thì thân nó sẽ yêu. Nên là khổ với yêu nó sẽ đi với nhau ấy. Sầu bi, khổ yêu não. Khi thân xúc chạm êm ái thì thọ đạt. Vậy cái lúc mình ngủ ấy thì cái thân nó thọ khổ hay thọ đạt? Ngủ ngon thì nó là thọ nạc. Ngủ mà cái chằn chọc không ngủ được là thọ khổ. Làm thế nào để thấy được các cảm thọ này? Phải thực hành thiền Vipassana, phân biệt danh sắc thì sẽ thấy được các cảm thọ. Danh ở hàng cảnh sắc, thọ do nhãn xúc sinh. Nhãn mắt nó tiếp xúc với cái cảnh sắc thì nó mới sinh ra các cảm thọ. Hành cảnh thanh là thọ do nhĩ xúc sinh, hàng cảnh hương là thọ do tị xúc sinh, hàng cảnh vị là thọ do thiệt xúc sinh, hàng cảnh xúc là thọ do thân xúc sinh, hàng cảnh pháp là thọ do ý xúc sinh. Nhưng bình thường trong cuộc sống bình thường thì mình có nhận biết được cảm thọ của mình không? Còn lúc nào vui mình biết mình đang vui không? Thì lúc ấy mình có niệm thọ hỉ niệm vậy nó có giác ngộ được không? Lúc nào mình buồn thì mình có niệm là thọ yêu. Lúc không vui không buồn mình có niệm là thọ xả. Thì đấy chỉ là chung, nếu mà mình niệm như thế thì nó chỉ chung, nó không có rõ ràng. Còn nếu mà khi mà hành thiền Vipassana phân biệt được danh sắc ở các cái căn, mình sẽ phân biệt được thọ một cách nó rõ ràng hơn, biết rõ được, mình phân biệt được chi tiết được là thọ nó đi kèm với những cái tâm gì. Như có cái thọ thì nó đi kèm với cái tâm thiện, có những cái thọ thì nó đi kèm với tâm bất thiện. Thọ hỷ thì nó cũng đi kèm với cả tâm thiện, nó có đi kèm với cả tâm bất thiện. Quán duyên khởi phân biệt được các nhân quá khứ sinh ra thọ, vô minh là nhân, thọ là quả, tham ái là nhân, thọ là quả, chấp thủ là nhân, thọ là quả, hành là nhân, thọ là quả, nghiệp là nhân, thọ là quả. Thì cái cảm thọ của mình ấy, đôi khi nó bị ảnh hưởng bởi nghiệp quá khứ. Ví dụ như bây giờ có những cái người cuộc sống người ta luôn luôn an vui và người ta luôn luôn được hưởng những cái thọ hỷ. Luôn luôn người ta trong tâm người ta rất là ít những cái sầu bi, người ta rất là có nhiều cái niềm vui. Thì cái niềm vui đấy nó có cái nhân từ quá khứ. Nhưng quá khứ người ta tạo cái thiện nghiệp nhiều, người ta hoan hỉ với mọi người nhiều. Người ta, ví dụ những người đấy ở quá khứ người ta tu cái pháp môn pháp từ bi hỷ xả, mà đặc biệt là người ta chú trọng vào cái tâm hỷ, mong cho mọi người không phải xa lìa những thành công đã đạt được, mong cho mọi người, người ta cứ hoan hỉ với những thành công của người khác, hoan hỉ với thành công của người khác, thấy ai thành công cái gì mà cái người đấy cũng hoan hỉ, tùy hỉ theo, thấy ai làm việc
thiện gì mình cũng tùy hỷ hoan hỷ theo. Thì bây giờ đi đến đâu cũng được mọi người hoan hỷ. Thì cái người đấy bây giờ sống luôn luôn có niềm vui, luôn luôn có cái hoan hỷ. Bởi vì người đó tạo cái nhân, đã tạo cái nhân đó là cái phước, nó là luôn luôn hoan hỷ với những cái thành quả của người khác. Cho nên là cái người đấy giờ không ai làm cho người đó phải buồn phiền ưu não cả. Ở đâu cũng được mọi người quý, nhưng mà mọi người sẽ làm cho mình vui. Còn cái người mà luôn luôn có cái tâm ganh tị, luôn luôn có cái tâm ganh tị, thấy ai thành công mà tức bực ấm ức trong lòng để tìm cách phá hoại, thì cái đấy là tạo ra được cái nhân ưu não, cái nhân buồn phiền. Thì bây giờ cái người đấy mà sống ở đâu cũng bị người ta chèn ép, sống ở đâu cũng bị người ta làm cho sầu bi, sống ở đâu cũng bị mọi người ta đấy. Thì bây giờ cái cuộc sống của mình mà có nhiều cái niềm vui hay là nhiều cái nỗi buồn, một phần nó do nhân quá khứ, một phần nó do cái tác ý ở hiện tại, và một phần nó do những cái nhân quá khứ như vậy. Thọ khổ thọ nạc cũng vậy, có người cái cuộc sống rất là an lạc, rất là tự tại, nhưng mà có cái người thì cuộc sống rất là kham khổ, cuộc sống rất là khổ, cực khổ về thân tâm, cực khổ thân tâm. Thì đấy nó cũng là một phần là do quá khứ, các cái nhân quá khứ nó trổ quả. Nếu mà cái nhân thiện nhiều thì bây giờ cái quả lành, cái quả mà được hưởng cái thọ hỷ thọ nạc nhiều. Còn cái nhân bất thiện mà nó trổ quả thì cái người đấy luôn luôn thọ khổ thọ yêu. Đây cũng là một phần là do cái nhân quá khứ đấy. Thì cái nhân quá khứ này nó nằm ở cái hành này, hành này là cái tạo nghiệp này. Còn cái vô minh tham ái chấp thủ này, vô minh tham ái chấp thủ này nó chỉ là cái phiền não luôn, nó khiến cho mình đi tái sinh. Thế còn cái hành là cái hành động đấy là cái hành động thiện, thì bây giờ nó sẽ thọ là quả, nó sẽ để lại cái thọ cao thượng, cái thọ an lạc, cái thọ hỷ lạc. Còn cái hành đấy nó để lại cái nghiệp này. Tức là cái sáu căn nó tiếp xúc với cháu trần, thì cái này nó thuộc về nhân hiện tại. Nếu mình mà có tiếp xúc thì nó mới sinh ra cảm thọ, nếu mình mà không tiếp xúc thì nó không có sinh ra cảm thọ. Nhưng bây giờ có một cái người mà mình rất là ghét người đó, nhưng mà mình không tiếp xúc với người đó thì mình có khởi được tâm sân hay không? Không khởi được tâm sân đi. Nhưng bây giờ mình có một cái người mà mình rất là thương quý, nhưng mà mình có tiếp xúc thì nó mới khởi lên cái thọ hỷ. Không thì nó không có khởi. Thì nó gọi là cái xúc này nhân. Đây là cái nhân của hiện tại. Nó là có cái sự tiếp xúc thì nó mới sinh ra. Ba uẩn tưởng, tư tưởng, mình có tưởng nhớ đến, mình có cái hành động hiện tại và cái thức hành nhân. Sắc căn. Sắc căn có nghĩa là nếu mà cái người đó có cái con mắt sáng thì cái người đó sẽ tiếp xúc với cảnh trần nhiều, thì người đó sẽ có nhiều cảm thọ. Bây giờ cái người mà có mắt cận đâu có nhìn được xa, đâu có nhìn được xa mà tiếp xúc nhiều. Tiếp xúc ít thì cái cảm thọ nó sẽ ít. Mà có khi mình nhìn thấy một cái cảnh nó lại biến dạng ấy. Một cái cảnh ở xa nó đẹp, nhưng mà do cái mắt kém mình tưởng là cảnh xấu, sinh ra những cái cảm thọ khác. Còn những người mà có cái căn mà nanh nợi, căn mà nanh nợi thì nó sẽ có nhiều cái cảm thọ hơn. Cái gọi là sắc căn nó cũng là một cái nhân. Nếu mà cái người nào các cái căn tốt thì cái cảm thọ cũng tốt. Cái người nào mà các cái căn mà nó kém thì cảm thọ cũng kém. Chứ bây giờ nếu mà cái lưỡi mà mình mà không có nhạy cảm với thức ăn, bây giờ cho mình ăn món ngon mình chẳng cảm thấy ngon, thì đấy nó cũng là một cái sắc, những cái căn. Còn cái sắc cảnh là nhân. Cảnh là những cái cảnh sắc ở bên ngoài, ví dụ như cái cảnh sắc màu sắc hình dáng ở bên ngoài thì nó là nhân, và sinh ra cảm thọ, và tác ý nữa là nhân.
đôi khi nó lại là do cái tác ý, do cái nhận thức của cái người đó. Mỗi một người có cái sự nhận thức khác nhau, trẻ nó sinh ra những cái tác ý khác nhau. Như là cái người mà có trí tuệ thì người ta nhìn thấy cảnh gì người ta cũng tác ý cảnh này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì lúc đấy nó chỉ có cái cảm thọ xả nó sinh ra, nó không có cái thọ hỉ mà hay là thọ yêu gì hết. Thì đấy nó là do tác ý. Còn cái người mà có tánh tham thì nhìn cái gì cũng đẹp hết, thì đấy nó là do tác ý. Người có tánh sân thì cái gì cũng là nỗi nầm, là xấu hết, thì đấy nó là một phần là do tác ý. Vậy thì cái vui buồn nó cũng ảnh, cái tác ý nó tác động đến cái tâm lý rất là nhiều. Vậy và cái người có cái văn hóa khác nhau thì nó có cái tác ý khác nhau, có cái nhận thức khác nhau thì tác ý nó sẽ khác nhau. Thọ nào sinh với tâm thiện, còn thọ nào sinh với tâm bất thiện. Có những thọ thì nó sinh với tâm thiện, có thọ thì nó sinh với tâm bất thiện. Mà có người bảo tôi chỉ cần làm sao sống có niềm vui là được. Nhưng mà niềm vui có khi cái vị đó sẽ vui trên cái sự, trên những hành động bất thiện mà vị đó không biết. Vì đó đi tầm cầu cái niềm vui ấy, mà cuộc sống này làm sao miễn là có được cái sự an vui hạnh phúc. Và người ta đi tìm cái niềm an vui đấy, người ta tìm cái niềm vui đấy, nhưng mà lại tìm cái niềm vui trên cái pháp bất thiện, trên cái tạo nghiệp bất thiện. Có những người thì biết tìm cái niềm vui trên những cái hành động thiện thì cũng là niềm vui, nhưng mà cái niềm vui nó sẽ để lại cái quả khổ ở tương lai. Vui vui ở trong hiện tại nhưng mà khổ ở tương lai. Có những cái niềm vui thì nó sẽ để lại cái quả an vui, giải thoát ở tương lai. Vậy thì cái cảm thọ nó thế, nó sẽ đi với tâm thiện và nó đi với tâm bất thiện, chứ không phải là mình cứ chạy theo cái vui mà mình không biết phân biệt cái vui này là cái vui thiện hay cái vui bất thiện. Ngày xưa người ta muốn giải trí, người ta cho người ta đi xem, thời bây giờ cũng vậy, người ta cho những cái con này nó chọi với con kia, cho người vào đánh nhau ấy, đánh nhau một sống một chết ấy. Và những người xem thì vui, vui thích, vì những cái vui thích đấy là cái tâm đấy là tâm bất thiện. Hay là cho những con vật để nó chiến đấu với nhau, một sống một chết, máu me toe toét, mà người ta thích thú với cái cảnh đấy, thì cái cảnh vui đấy là vui bất thiện. Thọ hỷ sinh với cả thiện và bất thiện, đây là cái thọ hỷ, cái niềm vui nó sinh với cả tâm thiện và tâm bất thiện. Thọ hỷ sinh cùng với bốn tâm tham, tham thọ hỷ hợp tà kiến, cần nhắc bảo. Tham thọ hỷ hợp tà kiến, không cần nhắc bảo. Có khi mà một cái người tà kiến, mình khởi lên một cái tâm tham tà kiến và mình cần phải nhắc bảo thì mới tham. Nhưng bây giờ có một cái đứa trẻ, nó sống ở trong rừng, nó chẳng biết cái gì cả. Bây giờ nó ra ngoài này, mình đưa tiền cho nó, đưa vàng cho nó, nó cầm nó đưa lên miệng, bảo cái này có ăn được đâu mà đưa cho, nó vứt đi. Xong là có một cái người bảo là không, cái mang cái này ra ngoài quán kia đổi lấy cái gì cũng được, bánh kẹo hay là muốn cái gì cũng có. Thế là từ lần sau ấy nó biết là thì ra tiền này có giá trị. Thì là từ ngày đấy đi nó mới tham. Nó cứ nhìn thấy tiền là nó tham, nhìn thấy vàng là nó tham. Còn cái lúc mà lần đầu tiên nó nhìn thấy nó có tham không? Bây giờ mình đưa tiền, đưa vàng cho mấy đứa trẻ, con nít thì nó có tham không? Nó sẽ bỏ lên miệng, nó nếm thử ấy mà. Nó thấy không có cái vị gì hết là nó vứt đi luôn nè. Thì cái đấy là cái tham này, là cái tham tà kiến, cần nhắc bảo. Có cái người xúi dục mình mới khởi lên tâm tham. Không có người xúi dục thì nó không có tâm tham. Thì lúc đấy nó mới khởi lên cái hoan hỷ. Tham thọ hỷ hợp tà kiến, không cần nhắc bảo. Đấy là những cái lần sau khi mà nó biết rồi. Cái người đấy nó biết là cái này đấy, cái này có giá trị. Lúc ấy nó biết được giá trị rồi thì là nó cứ nhìn thấy cái cảnh trần đấy là nó khởi lên tâm tham. Cứ nhìn thấy cảnh trần thì nó khởi lên tâm tham. Còn cái lúc mà nó chưa biết được giá trị của nó thì nó không có khởi lên tâm tham. Biết được giá trị rồi thì nó mới khởi lên tâm tham. Tham thọ hỷ hợp ngã mạng, cần nhắc bảo. Tham thọ hỷ hợp ngã mạng, không cần nhắc bảo.
tham thọ hỷ hợp với ngã mạn. Ngã mạn tức là mình thấy một cái gì đó hơn người, thì lúc đấy mình mới khởi lên cái ngã mạn. Ví dụ bây giờ một cái người bình thường thì người ta chẳng biết là mình lúc người ta chẳng biết là mình với người khác là như thế nào, cho nên là người ta đang bình thường cái này tự nhiên bảo là ui trời, ở trong này cái anh này anh là cái người đẹp nhất này, khỏe nhất này, thông minh nhất, không ai bằng. Tự nhiên từ ngày đấy và đi bắt đầu sinh ra ngã mạn. Cho nếu bình thường cũng chẳng ngã mạn, mà tự nhiên được người khác xúi dục cho mấy cái anh khỏe lắm ấy, thế là từ mai đi đâu cũng sinh sự đánh nhau với người ta, thì bị người ta đánh cho tê vời rồi. Thế là ngã mạn này. Đấy là khi có cái người khác nhắc bảo xúi dục, còn cái có cái thọ hỷ hợp ngã mạn không cần nhắc bảo. À, từ lần sau em biết rồi, lúc nào cũng nghĩ là mình hơn người rồi, mình giỏi hơn người, mình đẹp hơn người, mình khỏe hơn người, mình giàu sang hơn người. Thì lúc đấy nó là cái ngã mạn không cần phải ai nhắc bảo nữa, tôi tự biết rồi. Và lúc đầu thì tôi chưa biết là có người khác nhắc bảo. Thọ hỷ sinh cùng bốn tâm thiện dục giới. Đấy là cái thọ hỷ sinh với tâm tham, sinh với tâm bất thiện. Vậy thì bất thiện nó cũng có thọ hỷ. Còn đây là thọ hỷ sinh với bốn tâm thiện. Thọ hỷ sinh cùng với trí tuệ cần nhắc bảo. Thọ hỷ một cái tâm thiện, đại thiện ấy, nó có thọ hỷ, nó đi cùng với trí tuệ cần phải nhắc bảo. Ví dụ như là một cái người mà làm một cái việc thiện, như là cái người đấy đi lễ Phật, mỗi khi lễ Phật hay là nghe pháp hay là cúng dường bố thí gì đó, thì vị đó có cái tâm hoan hỷ với cái hành động đấy. Tức là cái người này có cái tâm hoan hỷ với một cái hành động thiện, và vị đó biết cái hành động thiện này là có để lại cái quả báo, cho nên nó gọi là hỷ mà kèm với trí. Trí có nghĩa là vị đó biết rằng cái hành động này là đang là thiện nghiệp mà nó sẽ để lại cái phước báo ở tương lai. Nhưng mà có người khác xúi dục, và cái người này là có cái tâm hơi thụ động, nên là có người khác nhắc nhở mới chịu làm. Ví dụ như là bây giờ là một cái người mình có được học, mình hiểu rằng là lễ Phật tụng kinh hay là làm phước bố thí, việc đấy đều để lại một cái công đức ở trong tương lai, mình có hiểu như thế. Nhưng mà tự mình thì mình không có khởi tâm nào, mà có người khác nhắc nhở mình, thúc giục mình mới chịu làm. Thì cái này nó là thọ hỷ sinh cùng với trí tuệ cần nhắc bảo, thọ hỷ cùng với trí tuệ không cần nhắc bảo. Và có một cái người thì người ta chủ động, người ta cứ thấy cái việc nào là việc tốt là người ta tự động người ta làm, không cần ai phải nhắc bảo. Thì đó là thọ hỷ cùng với trí tuệ không cần nhắc bảo. Đến giờ hành thiền mà nghe thấy tiếng cốc cốc thì mới chịu đi, thì đấy là cần thúc giục. Còn có người thì chưa cần nghe thấy tiếng, tự động đi luôn, thì đấy là cái người sẽ tích cực hơn, người này không cần nhắc bảo. Thọ hỷ ni trí cần nhắc bảo. Có cái thọ hỷ thì không có trí tuệ. Thọ hỷ ví dụ như là cái người đấy làm một cái việc phước, nhưng mà người đó lại không có hiểu biết gì về cái luật nhân quả gì hết, không có biết là cái việc phước này nó để lại nghiệp thiện. Ví dụ những cái người ở thế gian mà đi làm các cái việc công đức, người ta đi làm từ thiện ấy, thì người ta sẽ là cái thọ hỷ ni trí. Thọ hỷ ni trí tức là cái người này người ta không có nghĩ rằng là mình đi làm cái việc từ thiện này rồi sau này mình sẽ được phước, người ta không nghĩ đến chuyện đó. Người ta cứ nghĩ là thôi thì thấy người ta khó khăn thì mình đi giúp vậy thôi, giúp vậy để được mọi người mang ơn mình là được rồi, biết ơn mình, lần sau gặp mình thì người ta sẽ tôn trọng mình, yêu quý mình, thế là được rồi, tán thán công đức của mình hay là được lên đài báo thì càng tốt. Nhưng đấy là cái thành quả là ở cái đấy, chứ người ta không nghĩ là nó có cái quả ở tương lai về đời sau nữa, người ta không nghĩ. Thì cái đấy là thọ hỷ ni trí, người ta đi làm với một cái tâm hoan hỷ, nhưng người ta không có cái trí biết về cái nghiệp của nó. Và có một cái người cần nhắc bảo, còn cũng có một cái người là thọ hỷ ni trí thì không cần nhắc bảo. Thì khi mà người ta làm việc thiện, người ta rất là tích cực làm việc thiện, nhưng mà người ta chẳng có cái quan niệm gì là nó có để lại nghiệp gì hết.
Cho nên là không, khi làm phước xong người ta không bao giờ, họ không bao giờ phát nguyện, cũng không bao giờ hồi hướng, làm một cái rực rỡ. Còn cái người mà có trí tuệ thì người ta làm đến đâu người ta phát nguyện đến đấy. Nhưng người ta nguyện là cái thiện nghiệp mà giữ giới, hành thiền, lễ Phật, nghe pháp hay là bố thí này để cầu mong cho cái thiện nghiệp này sẽ là cái nhân duyên để dứt trừ các điều ô nhiễm chứng đắc niết bàn trong ngày vị lai, hoặc là nếu có sinh trở lại làm người thì được sống lâu mạnh khỏe, ăn vui sắc đẹp trí tuệ. Người ta có thể là người ta phát nguyện, và cái lúc đấy cái nhân quả, cái nghiệp thiện này nó sẽ thù thắng hơn nhiều. Còn cái người mà thọ hỷ, người ta làm việc thiện mà người ta không có trí tuệ thì cái thiện nghiệp đấy sau này nó chỉ trổ cái phước vật chất mà nó không có trổ được cái phước trí tuệ. Và thọ hỷ nó cũng đi kèm với cả các tâm sắc giới, như tâm thiện sắc giới ở sơ thiện, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Thiện sắc giới ở nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sinh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Thế là cái thiện, cái tâm hỷ ở dục giới thì nó có cả với thiện và với bất thiện. Thì cái tâm hỷ mà ở sắc giới thì nó lại là có một cái trạng thái, một cái trạng thái hỷ do ni dục, do cái tâm nó xa lìa các cái tham dục. Cái tâm ở dục giới thì do tâm nó chạy theo tham dục thì nó sinh ra thọ hỷ. Còn cái tâm ở sắc giới là do cái tâm nó xa lìa được cái tham dục ở dục giới thì nó sinh ra thọ hỷ. Thì cái đấy nó giống như là một cái người mà đang có bệnh, mỗi khi mà uống cái thuốc giảm đau vào thì thấy nó hết bệnh. Thì đấy là cái người giống như ở dục giới, mỗi khi mình chạy theo cái cảnh dục ở bên ngoài mình thấy nó hoan hỷ. Còn một cái người mà khi mà khỏi hẳn bệnh rồi, không cần uống thuốc nữa mà nó vẫn an vui, thì cái đấy là cái trạng thái của cái tâm thọ hỷ do ni dục sinh, thọ hỷ do định sinh. Ở cái nhị thiền này là có cái trạng thái hỷ do định sinh, định sinh hỷ nạc. Ở sơ thiền là do xa lìa được năm triền cái mà sinh hỷ nạc. Ở nhị thiền là do định nó sinh ra hỷ nạc. Thọ ưu thì sẽ đi cùng với hai tâm sân. Thọ ưu đi cùng với sân cần nhắc bảo, và thọ ưu đi cùng với tâm sân không cần nhắc bảo. Cái tâm sân cần nhắc bảo đó là khi mà có người khác xúi dục mình mới khởi lên tâm sân. Bình thường thì mình không có sân, mình không có tức, mình đang sống vui vẻ với mọi người xung quanh, tự nhiên có người đến xúi mà này, cái người này cứ đi đâu cũng nói xấu anh, thế là tự nhiên mình tức với người đấy, thế là khởi lên tâm sân. Thì đấy là có người cần xúi dục, cái sân đấy là có cái sự xúi dục, có cái sự nhắc bảo. Còn cái sân không cần nhắc bảo, từ lần sau mà đi thì cứ nhìn thấy người đấy là tức, cứ nhìn thấy người đấy là tức, thì đấy là sân không cần phải nhắc bảo nữa. Thì mỗi một khi mà cái tâm sân nó khởi lên thì nó sẽ sinh ra thọ ưu. Ưu là trong lòng nó buồn phiền, cứ lúc nào mà trong lòng mình buồn phiền thì lúc ấy thọ ưu. Mà khi mình tức giận với người khác nó sinh ra thọ ưu. Nhưng mà bây giờ mình mà ganh tị với người khác thì nó có thọ gì? Mình thấy một cái người khác, người ta có cái gì đó cạnh tranh với mình, mà mình chỉ lo người ta hơn mình, người ta mà hơn mình vì rất là tức, thì lúc ấy nó sinh ra là thọ gì? Nó là thọ ưu. Bây giờ mình mà có cái gì mình chỉ lo mất thì nó là thọ gì? Mình có cái gì mình suốt ngày chỉ lo mà, thế bây giờ mình có này mình phải lâu kín, thì không có người ta đến người ta xin mất, người ta đến mình phải chia sẻ với người ta, hay là mình chỉ mong là chỉ làm sao chỉ có ta mới có cái này, mong sao cho mọi người đừng có cái này để cho ta nó đặc biệt hơn, ta giá trị hơn, thì lúc ấy nó có thọ gì? Nó thọ yêu. Cái đấy nó gọi là sân, cái ganh tị nó cũng là sân, yêu mà bỏn sẻn nó cũng là sân. Hoặc là bây giờ mình nghĩ lại, mình làm một cái việc gì đó mà không hài lòng, mỗi một lần mình nghĩ lại mình cứ thấy nó hối hận, thì nó là cái thọ gì? Nó cũng là thọ yêu. Và cái lúc đấy cái tâm nó cứ buồn phiền,
Đấy, thì cứ lúc nào cái tâm buồn phiền thì đấy là thọ yêu. Thì cái thọ yêu này nó chỉ đi cùng với những tâm sân, không có đi kèm với cái tâm nào khác ngoài tâm sân. Bây giờ có người thân qua đời mình cứ khóc hu hu thì nó thọ gì? Thọ yêu. Xong mỗi một khi mình nhớ một người khác thì nó thọ gì? Mình nhớ, ví dụ mình xa một cái người nào đó, một người thân nào đấy mà mình rất là nhớ thì nó cũng sinh ra thọ yêu. Sinh ly tử biệt nó đều là sinh ra thọ yêu, là sầu bi đấy, sầu bi khổ yêu não. Bây giờ mình mong cầu một cái điều gì đó mà không đạt được thì nó sinh ra thọ gì? Thọ yêu ấy. Hoặc là bây giờ mình lại phải mất đi những cái mà mình rất là yêu quý mà mình bị mất thì nó thọ gì? Cũng thọ yêu. Bây giờ mình phải sống gần với một cái người mình chán ghét thì nó thọ gì? Vậy thì thọ yêu trong một ngày nó khởi lên nhiều lần không? Nó khởi lên rất là nhiều lần. Vậy cái thọ hỉ với thọ yêu thì mình thích cái thọ nào hơn? Thọ hỉ với thọ yêu thì thích thọ hỉ hơn phải không? Vậy thì thọ hỉ, thọ yêu, nhưng mà tại sao mình lại cứ khởi lên cái nhân nó cứ tác ý cho nó sinh ra cái thọ yêu? Thọ giả, đây là cái thọ giả. Thọ giả sinh với cả tâm thiện và tâm bất thiện và cả tâm vô ký, nó đều là thọ giả. Thọ giả sinh cùng với bốn tâm tham: tham, tà, kiến, thọ, giả, cần, nhắc, bản. Tham, thọ, tà, kiến, thọ, giả, không cần nhắc, bản. Khi mà mình có cái tâm tham mà tham một cách dửng dưng, mình có cái tâm tham, tham mà tham một cách rất là tự nhiên, rất là dửng dưng, thì cái đấy là tham thọ giả. Bây giờ ngày nào mình cũng ăn cái món đấy rồi, ngày nào mình cũng có món thịt gà, mấy cái hôm đầu mình ăn đến đâu thì mình cảm thấy nó hoan hỉ đến đấy, phải không? Nhưng ngày nào cũng dắp lên cho mình cái món đấy thì mấy ngày hôm sau nó còn hoan hỉ nữa không? Thì lúc đấy nó bình thường rồi. Đấy, nó trở thành, nó cũng là tham nhưng mà bây giờ nó thành thọ giả, nó dừng dưng rồi. Bây giờ mình bắt đầu đi đâu nhìn thấy người khác có cái bộ mốt gì đó rất là đẹp, mình thích, ao ước đi làm để kiếm tiền về mai mua một cái giống y như thế. Lúc mới mua về thì nó làm sao? Rất là thích mà. Nhưng mà cứ dùng xài liên tục một tuần, hai tuần sau thì thấy nó còn thích nữa không? Nó bình thường, thì lúc ấy nó trở thành thọ giả. Vì cái gì nó quen rồi nó thành giả. Thọ giả, dù có người khác có nhắc bảo mình thì mình cũng vẫn giữ được cái tâm giả. Tham, tà, kiến, thọ giả, không cần nhắc bảo. Bởi vì mình thọ giả một cách dừng dưng rồi, không cần phải nhắc bảo nữa. Tham, ngã, mạn, thọ giả, cần nhắc bảo. Ví dụ bây giờ mình khởi lên một cái ngã mạn, mà do ngày nào mình cũng ngã mạn nó quen, nó không cần khởi lên cái hoan hỉ nữa. Dù bây giờ có người khác khen mình cũng bình thường. Nếu trước kia mà có người khen là quý đẹp quá thì làm sao? Thích. Nhưng mà ngày nào cũng khen, ngày nào người ta cũng khen thì lúc ấy còn thích được nữa không? Thế nó bình thường này. Thì cái lúc đấy cái ngã mạn này nó cái lúc ấy là nó trơ trơ rồi. Tham, ngã, mạn, thọ, giả, không cần nhắc bảo. Cái lúc nào mình khởi thì mình biết là ta có gì đó hơn người rồi, nó là cái chuyện đương nhiên, không cần ai phải bảo nữa, ta cũng tự biết rồi. Thì đấy là tham, ngã, mạn, thọ, giả mà không cần nhắc bảo nữa. Thì cái thọ giả với cái thọ hỉ thì cái nào nó cao cấp hơn? Cái gì cao cấp hơn? Hỉ cao cấp hay giả cao cấp? Thọ giả nó là một cái đẳng cấp của thọ hỉ. Nó phải lên một cái đẳng cấp cao hơn này nó mới thành thọ giả đấy. Vậy bây giờ cái người nào mà hay cười với cái người mà lạnh lùng thì cái người nào cao cấp hơn? Người nào cao cấp? Người nào hơi tí là cười, hơi tí là cười. Còn một người thì không bao giờ thấy cười hết, mặt lúc nào cũng đăm chiêu. Thì người nào cao cấp?
mình phải để ý mấy cái người nổi tiếng xem là người ta hay cười hay là người ta hay lạnh lùng hả? Thọ giả sinh cùng hai tâm si, si phóng dật thọ giả, si hoài nghi thọ giả. Thế bây giờ mình gặp thấy một cái người mà mình thấy cái người này không bao giờ thấy cười gì cả, mình nghĩ mà chắc người này trí tuệ lắm đây, nhưng mà có khi người này lại đang là người si này. Người si họ cũng thọ giả, phải không? Cái người cực kỳ trí tuệ cũng thọ giả, như một bậc A-la-hán lúc nào cũng thọ giả, và một cái người cực kỳ ngu si luôn luôn thọ giả. Cho nên là một bậc A-la-hán mà sống ở thế gian có khi người ta lại bảo người ngu, phải không? Cái người ngu si này người ta cũng chẳng vui gì, người ta chỉ người khác bảo ô cái kia đẹp lắm, ừ thế đẹp à, ô cái đấy cũng đẹp à. Người ta không có biết cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì là hay, cái gì là dở hết. Thì cái người si là vậy, si là cái tâm nó phóng dật, hoặc là cái tâm hoài nghi. Cái tâm hoài nghi do dự, người ta không biết phân biệt được cái này là tốt hay xấu, cái này là nên thích hay không thích. Và cái người này là hoài nghi, cho nên là cứ phải, cái người si là cứ đi quan sát người khác. Thấy người khác tán thán là tán thán theo, thấy người khác khen thì khen theo, thấy người khác chê thì chê theo. Chứ cái người si người ta không có cái lập trường. Có ai vậy không? Ai thấy người ta khen thì mình khen, thấy người ta chê mình chê, thấy người ta yêu mình yêu, thấy người ta ghét mình ghét, luôn luôn bắt chước người khác, luôn luôn